Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Tiêm tiền ở đây tập 253. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ bên ngoài đại điện Trên quảng trường Đầu người nhấp nhô Bóng người thành cụm Thành phố giới không phải đạt tới Là đại giới tinh Nhưng nếu mời toàn bộ thượng tầng nhân tập Có tiếng tăm đến Cũng trọn vẹn ba bốn nghìn người Dựa theo địa vị cao thấp Phần vị trí trước sau Đứng trên quảng trường Cũng là một khoảng lớn Đủ mọi màu sắc Lâm Bắc Thần đúng thật đã tới Hắn cưỡi trà hồ mà đến đây tra hồ sau khi biến dị Trên người có đường vân hoàng kim thoát nhìn trông như là hộ đông bắc. Khi cưỡi, cảm giác đúng là không tệ, quan trọng là rất phong cách. Lâm Đại Thiếu mắc hội chứng trùng dị tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ cơ hội làm mau nào. Lão học thì theo phía sau, sắc mặt lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, còn có tiểu binh cam đang gặp một cái chân giò heo sốt. Mấy người tần chủ tế và quang tương thì không đến cùng, mà đang sắp xếp hành lý trên đỉnh tạp thảo phòng. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần xuất hiện tại đây. Đám cường giả nhân tộc khắp thành vũ giới nhao nhao tránh đi như tránh ôn dịch. Trên quảng trường lập tức trốn đi một mạng lớn. Chỉ có Nguyệt Vô Tà trưởng môn của Nguyệt Lượng Loan, Chu Châu trưởng môn của Thủy Vân Gian và Hạ Khánh Khanh từ Vân Vũ Sơn Trang là đến lên tiếng chào hỏi. Đương nhiên là tên hoàng tử hèn nhát Lý Dục và Tiểu Long Na cũng không ngoại lệ. Hai người này trực tiếp đứng bên cạnh Lâm Bắc Thần, dùng hành động để biểu hiện sự ủng hộ của mình âm thanh, bàn tán và tất cả những âm thanh khác xôn xao xì xào, vốn có trên quảng trường cũng lập tức dừng lại. Giữa ánh mặt trời giữa trưa, trên quảng trường đột nhiên an tĩnh cứ nhìn nửa đêm ở bãi Tha Ma. Đương nhiên là sẽ không có kẻ nào dám làm cái chuyện như nhảy disco gì đó. Mặc dù ánh hào quang trên người thiếu niên áo trắng đã bị phai mờ và biến mất, nhưng thực lực của hắn vĩnh viễn không thể nghi ngờ được. Có rất nhiều người còn nhớ rõ cảnh tượng khi trước. Hắn một lời không hợp, đã lập tức khiến sân chủ hạ vô thương của Vân Vũ Sơn lên đường. Ai cũng không muốn đối gót theo sau hạ vô thương, nên đều ngậm miệng cầm nín. Bộ không nhớ đúc trước hạ vô thương cũng vì lắm miệng nên bị tiễn lên đường sao? Hình như Lâm Bắc Thần rất ghét việc bị xen vào. Trong đám người, biển tác hồ của Thủy Kinh Đảo và nhan tam tình của Đại Diễn Hải cũng lùi lại đứng sau thu tiệm khí tức của mình che giấu bản thân sợ là bị lâm bắc thần chú ý đến trực tiếp chất vấn nhưng mà ánh mắt của lâm bắc thần chỉ tiết qua một lượt trong đám người chưa từng mảy may dừng lại ở trên người hai người bọn họ đã hướng mắt nhìn về phía cửa đại điện xa xa có mấy mấy tên thị vệ nghị viên nối đuôi nhau đi ra hai bên trái phải chiến lược đứng khai bên nghị viên hô diên ngọc long mặc trường bào màu tím thản nhiên đi ra phía sau là đội trưởng đội thân vệ Vân Hoàng. Tham kiến nghị viên Hồ Diên, bài kiến Hồ Diên đại nhân. Năm người trưởng môn trưởng lão, thành chủ có mặt trên quảng trường lập tức cung kính hành lễ. Chỉ có mấy người bọn Lâm Bắc Thần, chẳng những không hành lễ, mà trái lại còn trông thấy chuyện này hơi buồn cười một chút. Bọn họ dường như không có phản ứng gì, nhưng tất cả mọi người ở đây đều cung kính như vậy. Các vị miễn lễ, không cần khách sáo như thế đâu. Trên mặt của Hồ Diên Ngọc Long treo ý cười, đưa tay ra. Hắn rất hưởng thụ loại cảm giác thế này. Đây là cảm giác có được quyền lực. Sau đó ánh mắt của hắn chuyển sang mấy người Lâm Bắc Thần tỏ vẻ thở ơ, gương mặt người trở nên u ám. Lâm Bắc Thần, người đã biết cái sai của người chưa? Hắn không hề có ý định làm nền nào, lập tức đi thẳng vào vấn đề chính. Đám người kia nghe vào trong tai Chỉ cảm thấy máu chảy trong tim Như đồng lại trong trước mắt Lâm bác thần cưỡi trên lưng tra hổ Lại nói Liên quan gì đến ngươi Ngươi Đáp án này hoàn toàn không có trong hồ sơ Mà Hô Diên Ngọc Long lập nên Hắn có hơi ngây người Từ khi trở thành nghị viên Lưu Nguyên tình lộ Thời gian trôi qua dài đằng đẵng, Không kẻ nào dám nói chuyện về hắn như thế Khi cho hắn rất khó chịu Nghe nói, ngươi tìm hai con tôm cá nhãi nhép, muốn chỉ đứng ta sao? Lâm Bắc Thần tỏ vẻ mặt khinh thường nói, đâu rồi, bảo bọn hắn đứng ra xem nào. Sắc mặt của Hồ Diên Ngọc Lâm càng trở nên đen, đen đi, cười lạnh nói, Người trẻ tuổi à, thấy người còn chưa biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ta hỏi ngươi, Sơn Chủ Vân Phụ Sơn Hạ Vô thương, có phải do người giết chết hay không? Không sai. Lâm Bắc Thần cười như không cười, thừa nhận. Hạ Sơn chủ chính là trưởng môn thuộc 11 đại tông môn dân tộc thành phố giới, được nghị viện Lưu Uyên tinh lộ thừa nhận, cũng được nghị viện bảo vệ, với tư tiện sát hại là ý làm sao đây? Hồ Diên Ngọc Long ép sát từng bước, lầm Bắc Thần ngồi trên lưng của cha hộ, vừa cắt móng tay, vừa thở ơ nói, nhìn mà ngỡ mắt thì giết thôi, người muốn sao nữa? Ngươi! Hồ Diên Ngọc Long lại khó thở rồi cái thứ tạp trục này hoàn toàn không tra bài theo lối thường mà. Vốn cho rằng Lâm Bắc Thần giải thích rằng Hạ Phu Thương làm sao động sĩ khí gì đó. Không gần lý do lại là bốn chữ nhìn ngứa mắt này. Khiến những lý do thoái thác mà hắn đã chuẩn bị tiếp theo đó lập tức không còn đất dụng võ nữa. Biển đạo chủ nhan trưởng vôn các người ra đi. Hồ Diên Ngọc Long quyết định không bám dịt vào chuyện cách chết của Hạ Phu Thương nữa mà trực tiếp mở ra đại sát khí nói hai người các ngươi sao phải trần bộ mặt thật của anh hùng thanh vũ giới này đi hai người biên tác khổ và nhàn tam tịnh cùng nhau đi ra khỏi đám người lâm bắc thần không thèm liếc mắt nhìn đến bọn hắn tiếp tục cắt máu tay lâm bắc thần ngươi có nhận ra ta không người khác sợ ngươi ta thì không sợ ngươi đâu hôm nay ta muốn khiến tất cả mọi người đều biết kẻ được tôn xưng là anh hùng như ngươi chẳng qua là cái trò hề mà ma tộc lưu lại mà thôi. Bên trong kính nguyên tố, ta ghi lại rõ ràng cảnh tượng người dùng ma công để thực chiến. Không sai, là phủ cũng có thể làm chứng. Mọi người đều sẽ biết, sở dĩ ma tộc rút luôn là vì nghị viên hồ diện đến chi viện mà không phải là vì sợ người. Trên thực tế, người chẳng qua chỉ làm một quân cờ mà ma tộc để lại, muốn dùng để khổ nhục kế, để nhân tộc thành phố giới bọn ta mắc lừa. Ha <laughs> ha, Hả có thể giấu giếm được tuệ nhãn của kỳ viên hồ diên chứ hai người nói xong thì lấy cảnh tượng được ghi lại trong kính nguyên tố ra chiếu lên bầu trời trên quảng trường phủ bày ra toàn bộ quá trình ngày hôm đó đều bị tua lại thêm một lần nữa cảnh tượng lâm bắc thần thì triển bàn tay trái bàn tay bành trướng thành màu tím thuần lọt vào trong vô số cặp cả mắt cảnh tượng này được ghi lại rất cẩn thận cũng có một vài cảnh đặc tả trông vô cùng rõ ràng. Cánh tay trái kia đúng thật là màu tím, không giống với bàn tay bình thường. Nhất là trong nháy mắt khi găng tay hoang thần vỡ vụn, bàn tay trái bị bại lộ, đánh vào thị giác một cách rõ ràng hơn. Tiếng nghị luận trên quảng trường lại nổi lên. Biển tác khổ cười lạnh, nói tiếp. Ngày đó chưa vì quan sát cuộc chiến, chắc hẳn có người vẫn còn nhớ rõ. Trước khi sứ giả ma tộc rời đi, từng đó rằng Lâm Bắc Thần tu luyện ma công nửa người nửa ma. <laughs> Tất cả mọi người đều nghe thấy, chuyện này không coi là một mình ta Vụ hãm hắn đâu nhỉ. Tiếng nghị luận trên quảng trường càng trở nên mãnh liệt hơn. Nụ cười trên mặt Hồ Diên Ngọc lòng bắt đầu nở rộ. Chỉ với một cái tội danh này thôi là đã có thể đóng chặt Lâm Bắc Thần vào ô danh. Nhìn thấy tình thế không đúng, Ngọc Phú Khuyết không nhịn được lớn tiếng nói chuyện này không hợp lý nếu ma tộc đã muốn biến lâm bắc thần trở thành cái đinh vậy tại sao sứ giả ma tộc kia cuối cùng còn cố tình phải rõ thân phận của lâm bắc thần trong chuyện này nhất định có hiểu lầm không sai đây chính là chỗ lỗ hổng lô dích duy nhất nhưng hồ diên ngọc lòng tuyệt đối sẽ không để cho ngọc phủ quyết có cơ hội nói tiếp hắn quát lớn ngọc trường lão người không có tư cách nói chuyện ở đây mau lui đi Chẳng đã ngươi muốn kéo vì kiếm tông và luôn sao sắc mặt của ngọc phủ huyết lập tức trở nên rất khó coi trưởng vốn đại diễn hải nhàn tàm tình cười tỏ nói lâm bác thần cứ còn lời gì để nói nữa không lâm bắc thần cất cái bấm móng tay đi giơ con tay giữa đền vuốt vuốt mì tầm nói không có lời nào để nói được lắm nhàn tàm tình trưởng vốn đại diễn hải cười phá lên nói vậy đã ngươi thừa nhận rồi à Đúng vậy, thừa nhận rồi chứ, rồi sao nữa? Lâm Bắc Thần nhìn hắn mỉm cười. Nhan Tam tình kẽ giật mình. Đầu của hắn đột nhiên đổ tung. Cơn như quả sư hấu bị đá vụn ném trúng. Màn sân trắng đỏ xèn lẫn trong nháy mắt phun ra. a à, còn sống không phải tốt hay sao? Lâm Bắc Thần dở giọng than trời trách đất. Sau đó vườn tay như là súng, tiếp tục bắn nổ tung biển tác hộ. Đạo chủ thủy kính đạo vừa mới xoay người định chạy trốn lại thêm một cỗ thi thể không đầu nữa đổ xuống. Ta thật sự không thể nào hiểu được. Lâm Bắc Thần thổi thổi đồng ngón tay nói, sinh mệnh rõ ràng đang tốt đẹp như thế, nhưng có người cứ không trân trọng, nhất định phải tìm đường chết. Đây rốt cuộc là loại tâm lý gì thế chứ? Bốn phía lặng ngắt như tờ. Cảnh tượng này quen thuộc đến thế. Ngày đó trên thần bút đoạn phong, Lâm Bắc Thần cũng đã một lời không hợp, lập tức xử lý hạ phụ thượng hôm nay lại càng điên cuồng hơn, ngay trước mặt nghị viên tinh lộ giết chết hai trưởng môn tứ đại tổng một. chuyện này đã do hắn luyện mà công đến điên luôn rồi sao? hồ diên ngọc lòng con trước kia phản ứng, chờ cho đến khi tỉnh táo lại, hai tên tay sai mình vừa mới thu nạp đã bị bắn nổ đầu rồi, máu chảy ao ao trên mặt đất. một sự phẫn nộ khó mà hình dung được nhét đầy trong lòng của hắn trong chớp mắt sự phẫn độ này không phải vì cái chết của biện tắc hổ và nhan tam tỉnh trên thực tế hai người kia có chết hay không hắn vốn không để trong lòng hắn tức giận ở chỗ hắn bị coi thường và khiêu khích ngay trước mặt mọi người với hồ diên ngọc long lâm bắc thần chém giết hai người này rõ ràng là đang khiêu khích hắn cuồng vọng cầm lấy hắn vung tay đi tiếng xe gió vang lên đội trưởng thân vệ bên cạnh hắn Vân hoảng lập tức hóa thành một luồng thiểm điện vọt về phía lâm bắc thần một cây trường chiến khổng lồ lập tức xuất hiện trong tay vân hoàng có thể trở thành đội trưởng đội cận vệ bên người nghị viên tù vị tất nhiên xấu không lường được hắn đã sớm đạt đến cảnh giới trần khí thập nhị giai từ sáu mươi năm trước đã tiến vào cấp bậc lãnh chú một chỉ bình khí trong tay hắn lại chính là rượu chiến tình huyết đây là một món bình khí cấp mười hai binh khí luyện kim từ phủ lăng thiên dùng tinh tiết tinh lộ thần tạo thành cứng rắn vô cùng uy lực vô song gồm cả trọng lượng và sự sắc bén có thể chém nát phòng ngự phỏ ngoài giáp xác hư không ma vật cấp bậc vực chủ ở trong nhánh mắt đừng xưng tụng là một thần binh nhưng cũng chính vào lúc này tiếng đánh máy lại khẽ phàng lên cũng trong nhánh mắt đó vị đội trưởng đội thân vệ nọ liền bay ngược người trở về sau với tốc độ còn nhanh hơn nặng lên ngã phịch xuống đất trường chiến tinh huyết của hắn đã vỡ vụn mảnh vỡ lưỡi rìu màu máu tựa như từng giọt trần trầu màu máu khảm nạm trên người của hắn nổ nát vụn giáp trụ xâm nhập vào bên trong máu thịt mà ở giữa mi tâm của vân hoàng có thể nhìn thấy rõ ràng một cái lỗ máu xuất hiện lâm bắc thần cưỡi trên người tra hộ thổi khói nòng súng a về kép mở không chịu nổi một đòn Hắn thản nhiên nói. Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Người trên quảng trường toàn trưng bộ mặt kinh hãi. Đến cả Ngọc Vũ Khuyết cũng đã sợ đến ngây người. Vân Hoàng chết rồi. Đội trưởng đội thân vệ bên cạnh nghị viên đã chết rồi. Lâm Bắc Thần, hắn sẽ người đến điên rồi sao? Hồ Diên Ngọc Long cũng đơ người. Nhìn thoáng qua Vân Hoàng đang nằm trên mặt đất. Trong ánh mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng hắn lập tức kiềm chế cảm xúc phẫn nộ của mình lại để bản thân nhanh chóng tỉnh táo. Hắn ý thức được bản thân đã không để ý đến một vài thông tin quan trọng. Lâm Bắc Thần, hắn đã từng nghe nói đến, cũng đã xem cảnh tượng được ghi hình. Lúc đó chẳng qua, hắn chỉ cảm thấy kiếm khí phóng ra vụ thành vụ tức, tốc độ cực nhanh, nhưng cũng không quá để tâm. Dù sao xem như có tầng bốc tận trời, Lâm Bắc Thần chẳng qua cũng chỉ là một ngũ dai, mới tiến vào cảnh giới tổng sự thôi. Nhưng không ngờ rằng, tính tình tự cao tự đại nhất thời, vậy mà lại tạo thành hậu quả nghiêm trọng như thế. Không thể khinh thường nữa. Tâm niệm của Hồ Diên Ngọc Long vừa động. Sáu mảnh thiên kim loại nhỏ hình màu lục giác, màu xanh biếc bay đến từ phía sau hắn. Bọn chúng giống như những con đom đóm, lơ lửng quanh quần bên người Hồ Diên Ngọc Long. Tốc độ phi hành cực kỳ nhanh, để lại từng cái bóng mờ, mờ mờ ảo ảo huyễn hóa thành một cái lồng phát sáng nặng nề, cổ xưa hình huyền quy, thu hộ hắn ở bên trong. Trang bị giả kim, tính phòng ngự cấp 13. Trang bị phòng ngự phủ lăng thiên thuộc lăng giới tinh, nhân tộc lưu uyên tinh lộ. Gia tộc lăng thị của lăng phủ thiên là đại gia tộc xếp hàng cao nhất lưu uyên tinh lộ. Huyết mạch thứ bảy trong 24 huyết mạch theo con đường luyện kim. Một nhân thì phổ số thời kỳ cường thịnh trong gia tộc còn có vài chục tình luyện kim sư cấp bậc lãnh chúa đương thời gia chủ lăng xa còn là một tay cự phách cấp bậc vực chủ ảnh hưởng sâu rộng còn các loại trang bị luyện kim chế tạo ở lăng thiên phủ cũng không đủ cầu ấn tượng uyên tỉnh lộ cực kỳ đắt hàng mà bộ trang bị này hồ diên ngọc long đã tốn rất nhiều tiền của thông qua không ít môn đạo tranh thủ không ít nhân tình mới vừa được món trang bị cấp 14. Dành sừng có thể phòng ngự một đòn toàn lực từ cương giả cấp bậc lãnh chúa dưới cảnh giới thập ngũ dài. Cũng là một trong những con át chủ bài lớn nhất của Hồ Diên Ngọc Long. Đung, đung, đung. Ba triệu phát thể vô hình kiếm khí đánh thêm cái lồng sáng hình quyền quy. Lồng sáng gợn sóng. Tân hình của Hồ Diên Ngọc Long chỉ hơi trao đảo một chút, đón lấy chính diện triệt điều lại lực lượng này. Hắn không tổn hao chút lông tóc nào, trên quảng trường vang tình tiếng kinh hồ khó cả nội. Kinh ngạc với sự điên cuồng của Lâm Bắc Thần, thật sự là dám ra tay với tồn tại cấp bậc cỡ này như nghị viên. Kinh ngạc hơn là Hồ Diên Ngọc Long, vậy mà lại dễ dàng tiếp chiều Lâm Bắc Thần. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử từ trước đến nay. Chiến kỹ cấp bậc thần thoại không gì không phá được tôn sùng ở thành phụ giới. Cuối cùng đã gặp được phòng ngự không thể nào phá vỡ được nên đây chính là điểm giới hạn cuối của chiến kỹ thần thoại của Lâm Bắc Thần sao? Có vô số ánh mắt phức tạp, vô thức nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Mà trên mặt Lâm Bắc Thần không hề có một tia dao động nào. Nói thật, hắn không hề cảm thấy bất ngờ. Bởi vì hư không ma khí cấp bậc lãnh chúa, rót vào trong đàn A mở, bị đỡ được là chuyện sớm hành vụn. Hắn chưa từng xem thường nên văn minh võ đạo ở thế giới hậu khoa cái thể cường đại cùng với rất nhiều trang bị khí cụ nhất định tần suất bất quần nhưng không sao bởi vì hắn vẫn còn phương án B. phía đối diện người trẻ tuổi bây giờ đã biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên rồi chứ hồ diên ngọc long đỡ được ba phát đạn trong lòng đắc ý đứng trên bậc thang đại điện nhìn xuống bên dưới khí trang tôn trọng ổ ạt à. Lập bậc thần vẫn đách nói gì sắc mặt của hồ diên ngọc long lộ rõ sự uy nghiêm lại nghiêm nghị trách cứ giết hại đồng tộc giết đội trưởng đội thân vệ của ta tội không thể tha người tôi còn trẻ mà đã tàn bạo phách lối như thế sau này trưởng thành rồi còn đến cỡ nào nữa hôm nay bổn nghị viên đích thần xuất thủ trừ hại cho nhân tộc lưu uyên tinh lộ ta người gì đâu mà lắm mồm thế lâm bắc thần hết kiên nhẫn ngắt lời làm một động tác kỳ quái giống như trên vai phải đang khiêng một thứ gì đó vậy một kiểu kiếm ấn kỳ lạ nào đó ư nháy mắt sau đó uinh một luồng năng lượng khủng bố vô biên đột nhiên đánh vào trước người hô diên ngọc long hiện tượng huyện hóa thành huyền quỳ cổ xưa phát ra tiếng rên rỉ Chợt âm vang vỡ vụn sau đó tấm khiên nhỏ hình lục xác màu xanh lục lượn lờ quanh người hắn phải đỡ lấy xung kích khủng bố kiên trì không ngã xuống trong hai nhịp thở rồi bị đánh văng ra ngoài. Rồi tiếp đó, lực trùng kích đáng sợ nặng nề nện lên người của Hồ Diên Ngọc Long. Còn hắn sùng tu vi cấp bậc lạnh chúa, chân khí thập tam giai, thật sự không kịp phản ứng lại. Sạp trụ toàn thân bị mai một trong nháy mắt. Tiếng xương đất răng rác vang lên, xương cốt toàn thân không biết đã gãy hết bao nhiêu cọng. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Toàn thân của Hồ Diên Ngọc Long đẫm máu, cả người không rơi tự do ra bên ngoài. Nặng nề đập vào trong đại điện trưởng môn Vì kiếm tông sau đứng đụng vào bụi bay mù mịt, làm sập nửa bên cửa đại điện. Má nó! Lâm Bắc Thần biến sắc. Hắn tháo pháo hỏa tiễn loại 69 mới mua gần đây từ trên bảo vải xuống, quay đầu nhìn về phía Ngọc Vũ Khuyết, căng thẳng mở miệng. Lão Ngọc, ta nói trước nhá, chuyện không liên quan đến ta đâu, tiền túc sửa đại điện ta không bồi thường đâu đấy. Ngọc vô khuyết vốn không nghe thấy tâm bắc thần nói gì, hắn và tất cả những người khác trên quảng trường đều như nhau, đầu óc trống rỗng, kinh ngạc vô cùng như thế là vừa trải qua sóng to gió lớn vậy, từ cơn này đến cơn khác bao phủ lên bọn họ. Lâm bắc thần đánh bại nghị viên hồ diên à? Lâm bắc thần vậy mà lại có lực lượng để đánh bại nghị viên hồ diên, sức mạnh này đáng sợ, quá đáng sợ, rốt cuộc là cái gì? phát thể vô hình kiếm khí tầng thứ 10 à? Lần này, Lâm Bắc Thần không thổi hỏng pháo nữa, bởi vì có lẽ là sẽ bị bỏng ngay miệng đấy. Hắn rất hài lòng với khí phách này. Vì lực của kiểu 69 không phụ kỳ vọng. Sau miếng khen nhỏ nhìn vô cùng cường đại, huyện hóa ra huyện vũ, kết quả đã bị đánh nát từ chính diện. Lâm Bắc Thần rất hài lòng. Từ sau cuộc chiến đoạt thiên, hắn với vét tài phúng, Tất nhiên là lập tức mua hàng online để vũ trang cho bản thân. Súng kiểu 69 chính là lựa chọn mới nhất. Còn may là mua hàng online kịp thời, cuối cùng cũng có đất dụng võ. Nếu không hôm nay đối đầu với tên Hồ Diên Ngọc Long này, ta phải phiền phức lớn rồi. Trà trà, đi ngậm sáu miếng kiên kia về nào. Lâm Bắc Thần nhảy từ trên lưng trà trà hổ xuống, vỗ vỗ lên cái mông của trà hổ. Tiểu trà hổ kia rất nghe lời, hóa thành một vệt kim quang sông vụt ra. Lâm Bắc Thần rất đắc ý. Ai nói không sờ được mông lão hổ kia chứ? Ta không phải vừa tùy tiện sờ là được à? Thân đại a, à, đi, kéo qua đây. Lâm Bắc Thần lại nói tiếp. Tiểu bên Cam không chút do dự tiến lên nắm chân lôi Diên Ngọc Long, còn đang hôn mê trở lại. Lúc này Triệu Tra Hổ cũng đã tìm được sáu mảnh khiên nhỏ Lục Vũ Huyền Quy ngự kia. Cổ Đức báo ngái. Lâm Bắc Thần đem mấy hạt đồ ăn cho mèo bộ online ra. Tiệp tra hồ lập tức vùi xuống Lạc lạc đuổi giống như cây cối say gió Sau đó Nó nằm trên mặt đất rất nịnh nọt Nó vô cùng thích ăn đồ ăn cho mèo Đây là chuyện kỳ quái nhất Mà Lâm Bắc Thần phát hiện ra gần đây Đại khái có thể quy kết Là đồ ăn cho mèo trên điện thoại Sau khi được thay đổi một cách thần bí Có sự hấp dẫn trí mạng Đối với triệu trà hồ Người tới tưới nước vàng Đánh thức hắn đi Lâm Bắc Thần lại nói Tiểu tra hồ không chút do dự lùi lại về phía đối diện, khuôn mặt của Hồ Diên Ngọc Long. Nghị viên cao cao tại thượng cuối cùng đã tỉnh lại từ trong hồn bề. Đầu óc con chưa tỉnh táo lắm. Mới vừa rồi não bị chấn động, đầu váng thêm bắt hoạt. Chỉ cảm thấy trên mặt ướt sũng, con vô thức nếm thử, sao lại kem mùi vị ngọt nhỉ. Sau đó hắn lắc đầu, cảm thấy hơi ổn hơn một chút. Rồi hắn nhìn thấy nụ cười tủm tỉm của Lâm Bắc Thần đang quan sát hắn tất cả những chuyện xảy ra trước đó lập tức ao tới như thủy triều. Thứ tạp chủng. Hồ Diên Ngọc lòng kinh hãi, lập tức vận chuyển chân khí trong cơ thể. Nhưng phịch phịch, hai chùm huyết vụ nở rộ, hai chân của hắn đã bị bắn đứt. Lâm Bắc Thần thổi họng súng tuyết vực trì ưng, không có loại trang bị phòng ngự như lục vũ huyền quy ngự. Đó là nhục thần lãnh chúa, tập tam giai cũng không chịu nổi oanh kích của súng cắn được rót vào ma khí cấp bậc lãnh trú Ở khoảng cách gần Đường diện đương trưa Hồ Duyên Ngọc Long Là đệ nhất thánh thể huyết mạch đạo Trong 24 huyết mạch võ đạo Thì đây là ngoại đệ Hồ Duyên Ngọc Long hét lên Một tiếng kêu thảm thiết như hồ heo Thời gian dài sống Trong an nhàn sùng sướng Khiến cho ý chí của hắn Đã không còn sánh bằng Những tổng sư võ đạo bình thường chặt chặt chà Hoa trang nghị viên cũng biết sợ đau à Lầm bắc thần tặc lưỡi. Hồ Dương Ngọc Long vẫn hận đến mức sắp phát điên lên. Nhảm nhí, nghị viên sao lại không sợ đau chứ? Toàn thân của hắn run rẩy, khuôn mặt vặn vẹo biến dạng. Người toi rồi, thân bằng hào hữu của người cũng toi cả rồi. Hắn cần như nghiến nát cả răng mà nói, ta là nghị viên, chắc chắn người không biết, nghị viên đại diện cho cái gì đâu nhỉ? Người giết thân vệ của ta, làm ta trọng thương, nghị viên liệu uyên tình lộ nhân tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi lên trời xuống đất nghìn vạn tinh vực ai cũng không cứu nổi ngươi rồi đúng là lời kịch ngu xuẩn mà lâm bắc thần đưa tay tung hai đạo phá thể vô hình kiếm khí hồ diên ngọc long lại kêu lên thảm thiết cơ thể tàn phá co lại như con tụ lâm bắc thần ngồi xuống hung tợn nói nếu lên trời xuống đất đã không có ai cứu được ta vậy ta phải giết chết ngươi thôi để ngươi trốn cùng ta vậy? Hồ Diên Ngọc Long ngớ người, hình như lời mình nói ra thật sự có hơi ngu. Hắn vội vàng rút lời uy hiếp, vội vàng cầu xin, không không không, đừng giết ta, đừng đừng mà, ngươi thả ta đi, ta có thể làm được tất cả mọi chuyện trước từng xảy ra, ta có thể giải vây cho ngươi, ta còn có thể tiến cử hiền tai để ngươi trở thành nghị viên, đúng đúng đúng, tiến cử hiền tai là hiền tai để ngươi thành nghị viên thực lực của người đã chứng minh ngươi bảo vệ thành phủ giới, công tích như thế, hoàn toàn có thể trở thành nghị viên rồi. Nhưng ta giết hại đồng bào, giết hạ phổ thương kia mà. Không sao, không sao. Hạ phổ thương cấu kết với ma tộc, trừng phạt là đúng tội. Ta còn giết hai vị trưởng bôn là biên tác hổ và nhan tam tỉnh nữa kia. À à, cũng không sao hết. Hai tên lão tạc này châm ngoi thổi gió, vụ hạm anh hùng nhân tộc là ngươi, Người còn như không giết bọn hắn Thì ta cũng sẽ không để qua cho bọn hắn đâu Giết hay lắm Nhưng ta còn giết chết đội trưởng Đội thân vệ của ngươi nữa kìa Thật ra ta đã điều tra qua Vân Hoàng kia cưỡng đoạt Lưu Uyên tình lộ Mưu tài sát hại tính mạng của người khác Sau lưng ta Ta đã sớm định thực thi chính pháp Người giết hắn, giết hay lắm Coi như cho hắn một cái cục vẻ vang đi Thật không? Thật, thiên trần vạn giác nhưng ta còn đã thương ngươi ta không trách ngươi thật ra ta chạy trốn khỏi chiến trường tinh lộ ta câu nói sau cùng nói được một nửa hắn bỗng nhận ý thức được điều gì đó không đúng lập tức ngậm miệng lại lâm bắc thần vật cười ha hả nhìn hắn vườn cười và đứng dậy bừng tỉnh đại ngộ mà nói ồ đào binh cơ à hắn quay đầu lại nói lão ngọc này đang nghe thấy chưa nghe thấy rất rõ ràng Ngọc Vô Khuyết lớn tiếng đáp Hắn ý thức được Lâm Bắc Thần Lại sắp lật bàn nữa rồi Có ghi hình lại chưa Hắn lại nhìn về phía tiểu binh cam Anh chàng mập mạp trắng trẻo liên tục gật đầu đáp May là trước đây sư phụ Đã truyền thụ kính quyền tố cho ta Đều đã được ghi lại hết Nói xong Đắc ý bài kính quyền tố ngừng kết trận khí trong tay ra Con ngươi của Hồ Diên Ngọc Long co lại Trên mặt đây vẻ tuyệt vọng hắn biết lần này mình hoàn toàn xong đời rồi. Hóa ra bản thân không lớn mạnh như trong tưởng tượng. Trở thành nghị viên đến nay đã gần trăm năm, hắn vẫn luôn sống an nhàn sung sướng. Trong vô thức đã thua chột đi ý chí, mình người ta nịnh nọt nâng đỡ quá lâu, chưa từng trải qua cục diện hỗn loạn và kinh hoàng như thế này bao giờ. Đến tận lúc này, chỉ luôn nắm giữ lừa gạt vận mệnh của người khác. Nhưng hôm nay tất cả mọi kiêu ngạo của hắn đều bị đánh cho vỡ tan dưới cơn đau đớn kịch liệt và sát khí thiêu đốt của lâm bắc thần đầu óc nhạy bén mà hắn kỳ xưa vẫn thấy đó là kiêu ngạo vậy mà lại bất trị bất giác vỡ vụn hoàn toàn bị đối phương nắm mũi dắt đi trong lúc hoảng sợ vậy mà đã nói ra lời nói thật không thể nào vãn hồi được đây là thứ gì sao cách điều khiển ra đây lâm bắc thần bày ra tấm khiên màu xanh biếc lục vũ huyền quy ngự trong tay Hồ Diên Ngọc Long mặt xám mày cho không nói câu nào. Mọi thứ đều là công cụ dã dạ tràng. Cùng lắm thì chết một lần rồi thôi. Chà chà chà, xương cứng đúng không? Lâm Bắc Thần đem ra mấy hạt đồ ăn cho mèo tra hộ. Sau đó liếc mắt ra hiệu nói, làm việc đây. Tiểu tra hộ gào lên thành tiếng ăn đồ ăn cho mèo, lại gần liếm liếm cái đùi đã huyết nhục mờ hồ của Hồ Diên Ngọc Long. Cái ngực trên đầu lưỡi lập tức cuốn đi một mảng lớn da thịt. Hồ Diên Ngọc Long lại một lần nữa gào lên thảm thiết như mổ heo Tinh thần hoàn toàn sụp đổ Ta nói ta nói Chỉ cần được chết thống khoái thôi Ta nói hết Thế là hắn giao ra cách điều khiển Lục Vũ Huyền Quỷ Ngự ra uhm, Phủ Lăng Thiên Lăng Thị Lâm Bắc Thần nghe nói đến lai địch của Lục Vũ Huyền Quỷ Ngự Trong lòng hơi rung động Lăng già có liên quan tên Lăng Thần không? Có lẽ đến lúc đó Phải tra thử xem sao Hắn tiếp tục truy hỏi Hồ Thiên Ngọc Long đã sợ tới vỡ mặt ra, nói hết tất cả ngọn nguồn mọi chuyện, bàn giao hết từ đầu chí cuối, bao gồm cả việc mình muốn mượn danh vọng của Lâm Bắc Thần để quyên tiền mà không được. Cùng một ruột với đám người biên tác hộ và nhan tam tỉnh, thả ra đủ đoạn tin đồn phù hãm, dùng việc chuẩn bị xử tử Lâm Bắc Thần để trấn nhiếp quyên tiền rồi thì bỏ chạy mất dạng. Hết rồi, nhân tộc Đỗ Uyên tình độ hết thật rồi. Hồ Thiên Ngọc Long than khóc hắn nói xong toàn bộ quảng trường thêm một lần được yên tĩnh nhưng nửa đêm trước mộ phần không có ai nhảy múa tiếng gió vu vu tín niệm trong lòng rất nhiều võ giả nhân tộc đang sụp đổ nhanh chóng không có bất kỳ kẻ nào dám đối mặt với lâm bắc thần bọn họ đều xấu hổ cúi đầu ngẫu nhiên có một vài người nhìn về phía hồ diên ngọc long trong ánh mắt cũng tràn đầy phẫn nộ và hận thù lúc này bọn hắn mới ý thức được rằng hóa ra từ lúc bắt đầu trong mắt của Hồ Diên Ngọc Long, thành phụ giới chính là một mớ trao hẹ. Năm người bọn họ chính là trao hẹ, để Hồ Diên Ngọc Long chuẩn bị thu hoạch một ven rồi sau đó vứt bỏ. Bọn họ bị lừa gạt, bị đợi dụng, cuối cùng bị vứt đi. Nếu như không có lầm bác thận, bọn họ sẽ hoàn toàn biến thành một đám nghèo hèn, run lẩy bẩy trong mưa xa gió rét, chỉ có thể dần dần chết đi trong tuyệt vọng. Phận độ to lớn, dùng được cất giấu núi lửa trong lòng dần dần hình thành trong đám người. Dưới sự ép hỏi của Lâm Bắc Thần, Ô Diên Ngọc Long đổi hết tất cả tài bảo trên người của mình ra, bao gồm cả quyền khống chế và quyền tài sản của phi hạm Tình độ Dương Huy hào Lúc này đám người tần chủ tế đã thu thập đồ đạc xong xuôi, cũng đến quảng trường trên đỉnh kiếm lai. Lâm Bắc Thần đưa tay trực tiếp kết liễu Hồ Diên Ngọc Long. Hắn ngồi xổm xuống, vận chuyển sức mạnh thôn phệ quả nhiên cảm nhận được thể nội của cường giả lãnh chúa thập tam giai, vẫn còn sót lại một cỗ trần khí chỉ lực vô cùng tinh khiết. Hồ Diên Ngọc Long đang nguyên tố huyết mạch đạo. Lâm Bắc Thần hấp thụ trần khí lãnh chúa tinh thuần này, chứa đựng trong bàn tay trái và cánh tay trái. Cánh tay và bàn tay bành trướng hơn một chút so với những gì đoán trước. Càng khiến cho hắn giờ khóc giờ cười hơn, chứng đại hiện giờ hai phần ba diện tích tay trái của hắn, cùng với bốn ngón tay vẫn độc một màu tím như cũ nơi này chứa đựng hư không ma khí mà sứ giả tinh lộ ma tộc tiêu hao còn thừa lại mà ngón tay giữa thì lại có màu hơi nhạt cánh tay cũng như thế thứ chứa đựng trong đó chính là chân khí nguyên tố của hồ diên ngọc long có thể dùng một khoảng thời gian tu vi cảnh giới của hồ diên ngọc long cao hơn soát vào đạn và pháo chắc chắn là uy lực sẽ càng lớn sướng thật đấy Lâm Bắc Thần dùng găng tay đã chuẩn bị sẵn từ trước che khuất cánh tay của mình đi. Rồi lại lấy điện thoại ra, mở camera, trước nhìn thử một chút. Không ngoài sở liệu. Ở bên chỗ tóc mai xuất hiện một sợi tóc bạc trắng thuần. Chuyện này đúng là không khoa học tí nào. Tại sao hấp thụ chân khí dị trùng của người khác, bàn tay thay đổi thì cũng thôi đi. Đến cả mọc tóc cũng thay đổi theo. Xem ra, lại phải lên tàu bào thuốc nhuộm tóc nữa rồi. Nên cả chuyện này cũng phải dùng tiền Hắn rất là đau lòng Chúng ta đi Lâm Bắc Thần vươn người đứng dậy Dẫn theo đám người tần chủ tế Bay về phía chiến hạm Dương Uy Hảo Chuyện bây giờ phải làm là Trên tinh lộ Mở ra tầm mắt một phen Mặt khác cũng phải tranh thủ thời gian Cảm ngộ pháp tắc của tinh lộ Sớm ngày tiến vào cảnh giới lãnh chúa Mở ra đồng đạo trấn châu đại lục Tất cả mọi người có mặt trên quảng trường đều nhìn theo bóng lưng của Lâm Bắc Thần. Tâm trạng của bọn hắn rất phức tạp. Lâm, Lâm Đại Nhân xin dừng bước. Đột nhiên thành chủ của Thủy Tinh Thành, thành trấn xếp hạng thứ nhất cả nhân tộc thành phụ giới, xông ra khỏi đám đông lớn tiếng nói. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn lại. Lâm Đại Nhân xin được chúng tôi theo cùng với. Hắn tỏ vẻ lấy lòng cuối người cầu xin. Đúng thế, nhân tộc lưu yên tình lộ xong cả rồi, phải chạy khỏi nơi này, chỉ có chiếc phi hạm này xin đưa chúng ta cùng rời khỏi nơi đây với chúng ta nguyện ý thanh toán lộ phí đúng đúng thế chúng ta có tiền tất cả mọi chuyện chúng ta đều nghe theo người hết một số người khác cũng, cũng lao ra theo trên mặt là hy vọng và vẻ lấy lòng đau khổ cầu xin lâm bắc thần thản nhiên nói ai nói ta muốn rời khỏi lưu yên tinh lộ vậy ngươi thanh chủ thủy tinh thành bắt đầu lên tiếng trước nhất nghi hoặc hỏi lâm bắc thần Tạm muốn đến lưu uyên tinh lộ gia nhập vào chiến trường chống ma tộc lâm bắc thần hiên ngang lẫm liệt nói ra một cái lý do đến cả hắn cũng cảm thấy có hơi qua loa và buồn cười lý do này đương nhiên là qua loa rồi đám người im như tóc ngâm không thể nào người nói láo người nhất định sẽ rời khỏi lưu uyên tinh lộ chẳng qua là do ngươi không muốn được đám người vướng víu bọn ta theo thôi dựa vào cái gì chứ vì hạm dựng uy hào này chính là hy vọng cuối cùng của bọn ta. Người ta là anh hùng thì không thể chỉ biết bản thân như thế được. Thanh chủ thủy tinh thành bắt đầu trở nên rất kích động, tức giận quát lên. Đúng! Đáp lại hắn chính là một đòn phá thể vô hình kiếm khí. Thanh chủ thủy tinh thành nổ đầu chết tươi, thi thể chậm rãi ngã xuống. Trói buộc bằng đạo đức à? Cái đám ngu xuẩn các ngươi, tại sao con chưa hiểu chứ? Là bác thần thổi thổi đồng ngón tay động tác mang tính tiêu chuẩn. Hắn trưng ra bộ mặt khó hiểu hỏi. Cho tới tận bây giờ, ta đâu phải là người tốt dư thừa đạo đức gì đó. Ta còn xấu xa hơn cả Hồ Diên Ngọc Long nữa đấy. Nề mặt cùng là nhân tộc với nhau, ta cảnh báo một lần cuối, đừng có tìm đường chết. Nói xong thì hắn thản nhiên xoay người, sau đó bay về phía phi hạm dựng uy hảo. Đồng hành cùng với hắn còn có tần chủ tế, vương trung, kim thiền, quang tường và tiểu trà Hổ. Tiểu Binh Cam ở lại Bởi vì hắn muốn báo đáp ân tình truyền công của Liễu Phổ Ngôn xây dựng đại vị kiếm tông Hoàng tử Hèn Nhát và Tiểu Long Nữ Long Na cũng ở lại Một lúc sau thân hạm khổng lồ của Dương Uy Hào chậm rãi động đậy chậm rãi bộc phát động năng lượng thoát khỏi từ khúc đại địa chậm chậm bay lên không trung thần cả xin hãy bảo trọng chờ cho đến khi ta xây dựng lại phi kiếp tông xong rồi ta nhất định sẽ lên tình lộ tìm ngươi. Tiêu Bính Cam hô hô cánh tay, lớn tiếng nói. Hắn đã tiến vào ngũ sai, lại có được phần thưởng to lớn là mấy trăm năm công lực của liệu Phong Ngôn. Chỉ cần hắn chậm rãi hấp thụ hết, sớm tối đều có thể tiến vào cảnh giới đại tổng sư. Giờ dĩ hắn chọn ở lại, ngoại trừ vì muốn xây dựng lại phi kiếm tông, báo đáp ân tình của liệu Phong Ngôn ra, thì hắn còn muốn rèn luyện bản thân cho thật tốt, tự ra khỏi sự che chở của Lâm Bắc Thần, tự đoạn đi con đường của mình. Hắn muốn hướng đến một tương lai, bản thân có thể kể vai chiến đấu cùng với Lâm Bắc Thần, mà không phải giống như ở thành phố giới này, vẫn đuồn trốn dưới cánh chim của Lâm Bắc Thần che chở. Lòng nào vào hoàng tử hèn nhát lý dục, đại khái cũng có kiểu tâm lý như thế. Phi hạm dựng uy hào đang không bay lên, hóa thành một chấm đen nho nhỏ biến mất khỏi bầu trời. Trên quảng trường đông người đều lộ ra vẻ mặt khác nhau, biểu cảm mờ mịt đều do hắn hết cái tên nghị viên chó má này chó cũng không bằng năm người phẫn nộ cần đến mục tiêu để phát tiết tên là vô số luồng sáng lực lượng khác nhau vô cảm đánh lên trên thi thể của hồ diên ngọc long biến hắn thành bột mịn tinh hạ màu đen nhạt vì hành tốc độ cao trong vũ trụ đầy sao không ngờ rằng giấc mơ di chuyển trong vũ trụ vào thời đại khoa học kỹ thuật ở trái đất không cách nào thực hiện được với mà lại thành hiện thực ở một thế giới khác, ở tại nền văn minh võ đạo này. Lâm bác Thần đứng trên bong tàu, đưa mắt nhìn bốn phía. Tinh hà cô tịch, vũ trụ chân không băng lãnh lại rộng lớn vô biên vô hạn. Từng đốm sao trời tựa như hạt mè điểm lên trên nền sân khấu màu đen, nhỏ bé xa xôi, dường như xa đến mức không thể chạm đến. Vẻ ngoài của tinh hạm tương tự như thuyền lớn di chuyển trên biển, chia làm bong tàu và buồng lái trừ phi có thêm cánh buồm và cột buồm. Thoáng nhìn không có gì khác biệt lớn so với thuyền trên biển. Điểm khác biệt là trên bong tàu có quang tráo tình nhận như là pha lê trong suốt, kiến toàn bộ bong tàu đều như được bao trùm có thể duy trì điều kiện trọng lực không khí nhất định để sinh vật sinh tồn. Số lượng tinh trận tên tinh hạm rất là nhiều, hợp thành tam đại hệ thống ma trận khác biệt. Tam đại công năng này chia ra dùng để duy trì sinh tồn, tác chiến và vận chuyển. Lúc này, dưới sự vận chuyển của tinh trận vận chuyển, Dương Uy hào hấp thụ nguyên tố chỉ lực trong hư không vũ trụ, hình thành triều tịch, mượn được trong phạm vi phòng phạm đó, thuật động tinh hạm to lớn bay nhanh. Tốc độ đúng là nhanh thật, gấp mấy nghìn lần vận tốc của âm thanh. Tân hạm to lớn tựa như thú biển màu đen lùi tới trong đại dương bình mông vô ngần. Thiếu gia, khoảng cách đến điểm này vọt tiếp theo là một khắc đồng hồ nữa một thủy thủ tinh hà trung niên có trụ quai nón, người mặc giáp trụ hoa mỹ màu đen cùng kính báo cáo. Sự uy hào của nghị viên Hồ Diên Ngọc Long cấp bậc không nhỏ. Trên hạm có tổng cộng 26 thủy thủ tinh hà, đều là người vận chuyển có kinh nghiệm phong phú trong vũ trụ, chỉ làm 2 ca, có thể khống chế tinh hạm ở các giai đoạn một cách hoàn mỹ. Người có râu quai nón tên là Minh Tuyết Phong là hạm trưởng của Dương Uy Hảo. Trước đó hắn làm thuê cho Hồ Diên Ngọc Long kinh nghiệm đi lại giữa các tinh hà phong phú rất có uy vọng. Bây giờ Lâm Bắc Thần dùng lý phục cười, hắn đã dẫn theo các thủy thủ khác chính thức tuyên bố hiệu trùng với Lâm Bắc Thần. Ta đã biết rồi, đi chuẩn bị đi. Lâm Bắc Thần gật đầu. Tinh hạ muốn thực hiện du lịch và đi lại giữa các tinh cầu, chỉ dựa vào tốc độ của bản thân tinh hạm hiển nhiên còn thiếu rất nhiều. Trên tinh lộ có một vị trí điểm neo cố định, chính là cái hở không gian tồn tại trong tự nhiên trải qua cải tạo tình trận, trở thành cánh cửa tiến vào nhảy vọt siêu thời không của tinh hạm thông qua những điểm neo đó tinh hạm có thể vượt qua khoảng cách xa xôi trong nháy mắt thực hiện việc vận chuyển giữa các giới tình. đây cũng là cách thức cơ bản nhất di chuyển giữa các giới tình trên tỉnh lộ hình dung một cách đơn giản cách gọi là điểm neo chính là lối vào và lối ra đường cao tốc mỗi lần nhảy vọt ở điểm neo đồng nghĩa với một lần đua xe cao tốc. Lâm Bắc Thần xoay người về lại trong khoang thuyền tinh hạm, dựng uy hào hơi chấn động. Khi nhảy vọt ở điểm neo, tình trận sẽ co vào, không thể nào bảo vệ được khu vực lộ ra bên ngoài trên bong tàu. Nếu như còn tiếp tục ở lại trên bong thuyền, kết cục chỉ có một, đó là cái chết. Bất kể là nhân tộc, thú nhân tộc, ma tộc hay là di tộc hỏng hoang, không phải cường giả cấp bậc vực chủ thì nhục thân không thể bại lộ trong môi trường chân không của vũ trụ. Cái gọi là vực chủ là gì? Tù vi đạt đến nhị thập thất giai trở lên. Sự theo lý luận trí thức trên lớp mà tân lão sư đã dạy lầm bác thần ở thế giới hồng hoang, dùng giai vị cao thấp phân chia cảnh giới võ đạo, chính là hệ thống mà thánh thần đế hoàng bị hạ vĩ đại của nhân tộc đã sáng tạo nên. Mấy vạn năm qua, hệ thống này đã theo nhân tộc không ngừng viễn trinh và xâm lược giữa các tinh hà nhanh chóng được truyền bá cuối cùng còn được lưu truyền đến thú nhân tộc ma tộc và di tộc hồng hoang rốt cuộc trở thành hệ thống cảnh giới võ đạo tiêu chuẩn của toàn bộ hồng hoang đối với việc này lâm băng thần chỉ có thể nói một câu thần thánh đế hoàng Bị hạ của dân tộc trâu bò ngụ dài trở xuống là phân chia phổ biến trong giới tinh ngụ dài đến thập giai là tông sư thập nhất dài đến thập nhị dài là lãnh chúa, nhị thập nhất đến tam thập là vực chủ. Trong liệu uyên tình lộ, tồn tại cấp bậc vực chủ đã là cường giả trên đỉnh kim tự tháp, số lượng thừa thớt vô cùng quan trọng. Chỉ khi nào đạt đến cấp bậc vực chủ mới có thể dùng nhục thân bay vào vũ trụ. Bởi vì khoảng cách giữa các tinh cầu quá xa xôi, không có bất kỳ tinh trận nào có thể thực hiện được vận chuyển giữa các tinh cầu. Nên đám võ giả từ vực chủ trở xuống Cần phải nhờ đến tinh hạm, tình thú Hoặc đã trang bị đặc thù nào đó Mới có thể đi lại xuyên qua các tinh hạ Dựng uy hào chấn động kịch liệt Cảm giác nhảy vọt tại điểm đeo rất kỳ quái Như mất đi trọng lực Và cũng rất nhanh Thời gian cùng một lần nhảy vọt Sẽ không vượt qua 20 nhịp thở Rất nhanh dựng uy hào đã hoàn thành nhảy vọt Tại điểm đeo lần thứ hai Thân hạm hơi rung lên rồi dần dần dừng lại. Đang người tân chủ tế, trà trà hộ và quang tương đang bế quan luyện công phần mình trong khoang thuyền. Vương Trung thì đang kiểm kê tài phú vừa vét được từ hồ Diên Ngọc Long trên rừng uy hào, hoàn toàn tiến vào trạng thái của đại quản gia. Còn Lâm Bắc Thần vì đã bật hách tù luyện nên có vẻ rất nhàn nhã. Hắn có một loại cảm giác gì bề đối với tinh không nên ngay lập tức tiến về bong tàu đang mở ra lần nữa tiếng bước chân dồn dập truyền đến thiếu gia bên ngoài có biến Tuyên trưởng vinh tuyết phòng với bộ cho quanh nón bước nhanh đến trong lòng quân lâm bắc thần hơi chấn động dưới sự, sự chỉ dẫn đi về phía trên bong tàu xem xét một lúc thì cũng phải giật nảy cả mình chỉ thấy bên ngoài điểm neo mấy trăm bộ thi thể lơ lửng trong chân không bởi vì mất đi trọng lực mà hoàn toàn thay đổi nhưng mơ hồ có thể thấy được đa phần người chết là nhân tộc đó là một thủy thủ chỉ về đằng trước. Đợt Bắc Thần nhìn lại, phát hiện là một chiếc tinh hạm hỏng trên cơ bản đã giải thể. Trong đó còn đang liên tục phát ra ánh sáng nổ là hiện tượng nổ tung do tình trạng bị chập mạch là tinh hạm của Phủ Lăng Thiên. Mình tuyết phong trầu quanh đón lộ vẻ ngưng trọng nói tinh hạm vận chuyển trang bị của Lăng Gia Trang bọn hắn gặp phải hải tặc tinh không ma tộc không đúng, cuộc chiến còn chưa kết thúc chỉ thấy trong tinh không phía xa xa Có ánh lửa lập lè Mơ hồ có dao động năng lượng truyền đến Lâm Bắc Thần lấy ra một chiếc kính viễn vọng Đưa mắt nhìn vào Chỉ thấy tinh hạm khổng lồ Với thể tích cấp bốn lần dựng uy hào Đang bị tấn công Trên tàu có cường giản nhân tộc Và ma tộc đang chiến đấu Tình hình cuộc chiến thảm liệt Liên tục có người ngã xuống hóa thành thi thể Từng chiếc từng chiếc tinh hạm Ma tộc loại nhỏ Cứ như là linh cầu với lấy hùng sư lịch nhạt lịch nhít bay đến gần tinh hạm khổng lồ kia. Là thần Hy Hào, một trong tứ đại kỳ hạm vận chuyển của thế gia luyện kim phủ lang thiên. Mình tuyết phong cũng thông qua tinh kính nhìn thấy được tình hình chiến đấu. Theo gia, chúng ta tránh đi hay là... Hắn nhìn sang Lâm Bắc Thần. Người cảm thấy thế nào? Lâm Bắc Thần lần đầu tiên gặp phải tình huống thế này, quyết định trưng cầu ý kiến một vài nhân dị chuyên nghiệp. Mình tuyệt phong nói, số lượng ba tộc quá nhiều, Người của bên ta không đủ Còn như con đi chi viện cũng không làm được nên chuyện gì Không bằng sớm tránh đi Tránh bị cuốn vào cuộc chiến Hai tác vũ trụ ma tộc tàn nhẫn điên cuồng Một khi bị bọn chúng phát hiện Là để mắt tới thì chúng ta sẽ chết Người nói rất có lý Lâm bác thần nghiêm túc gật đầu nói Nên chúng ta vẫn đi chi viện thôi Mình tuyết phong đứng hình Mà suy nghĩ logic kiểu này là thế nào? Chủ nhân mới nhận chắc chắn là đầu óc có vấn đề rồi. Nhưng đã tuyên thể hiệu trung rồi. Mạng của bọn hắn chính là mạng của chủ nhân. Chỉ có thể kiên trì tiến về phía trước thôi. Dương uy hảo tăng tốc xông vào chiến trường. Mình tuyết phòng và 26 thủy thủ tình tế võ trang đầy đủ. Thân mặc trang bị như trạm đao, mũi tên, phi trảo, mặt nạ và cánh bay kim loại. Đây là trang bị tiêu chuẩn của thủy thủ tinh hạ. Trạm đao dùng để cận chiến mũi tên có thể giết địch từ xa phi trào dùng để chiếm trước bong tàu và đào tẩu đánh bay kim loại phối hợp với mũ giáp mặt nạ có thể chiến đấu trong môi trường trần không ở trạng thái gần trong thời gian ngắn thiếu gia chúng ta chuẩn bị xong rồi minh tuyết phong dẫn người xuất hiện trên bong tàu vẻ mặt kiên nghị các tùy thủ đều bay thần sắc khẳng khái bi tráng giống như đi chịu chết vậy trên mặt của lâm bắc thần lộ vẻ kỳ quái nói các ngươi làm cái gì vậy Liều mạng đánh cường một lần Với hải tặc vũ trụ ma tộc Mình tuyết phong đã chuẩn bị sẵn tâm lý chiến đấu Rồi hy sinh trong lòng Trong tình lộ Tỷ lệ thủy thủ tinh hà tử vong rất cao Là một nghề nghiệp rất nguy hiểm gặp phải nguy hiểm Thường bọn họ sẽ xung phong làm bia trợ đạn Ai bảo các người đi xuất chiến chứ Lâm Bắc thần sở khóc Giờ cười xua tay nói Đi về điều khiển tinh hạm đi Chuyện chiến đấu này xào lại cho ta là được rồi đám người mình tuyết phong sững sờ không phải để bọn hắn xuất chiết chứ chẳng đại vị thiếu gia này mới vào tinh hà không biết quy tắc ngầm trong chiến đấu à cũng được tâm lại không cần phải đi chịu chết là được rồi mình tuyết phong đưa tay ra hiệu định dẫn các thủy thủ trở lại khoang thuyền khoan đã lâm bắc thần đột nhiên mở miệng các thủy thủ thầm run lên tiếp theo bọn hắn nghe thấy lâm bắc thần nói Trang bị này trên người các người không tệ Còn thừa không đưa ta mấy bộ mới mới nào Trên hạm còn có 40 bộ dự bị Mình tuyệt phong sai người lập tức mang đến Đưa cho Lâm Bắc Thần Các thủy thủ đều quay trở về trong khoảng ngày lập tức Lão đại Đầu óc của thiếu gia này không được bình thường Nhìn dáng vẻ lại địch Đích thần đi liều mạng đấy Thủy thủ kỳ cựu trường tranh Xoa cằm lại nói Đúng đấy, chim đòn mới bước ra đời sợ là sắp chết trong tay ma tộc rồi. Năm hải tặc vũ trụ ma tộc này đến cả kỳ hạm của phủ lăng thiên mà cũng dám cướp, tuyệt đối không đơn giản đâu. Một tên thủy thủ khác là chủ lòng cũng nói ra. Mình tuyết phong sờ lên bộ trầu quay nón của mình, xua tay với bọn họ nói. Chỉ ít là không để chúng ta liều mạng. Các người đừng có khinh thường. Sau khi đến chiến trường, chuẩn bị cẩn thận. Một khi tình huống không ổn, lập tức điều khiển tình hạm rời đi có thể sống sót hay không phải dựa vào số mạng thôi một đám thủy thủ đều căng thẳng chuẩn bị dựng uy hảo nhanh chóng đến gần chiến trường <laughs> lặng thái tức không ngờ nhỉ người cũng có ngày hôm nay tiếng cười đắc ý vang vọng trên boong tàu thần hy hảo hoặc kiến bách thân bạc chiến giáp hắc ám áo choàng kim loại phía sau lưng trông như hai chiếc cánh hắn cười to toàn đạo trong tài cắt lấy đầu cùng một võ giả cấp bậc lãnh chúa của phủ Lang Thiên, dẫm lên máu tươi sải bước đến gần. Nơi phía đối diện, hơn 100 thủy thủ tinh hà cuối cùng trên thần hy hảo, võ giả phủ Lang Thiên, luyện kim sư và thiếu chủ phủ Lang Thái Tức bị buộc lên trên một bong tàu, đấu tranh lần cuối. Nhưng thế cuộc đã nghiêng hẳn về một bên, Lăng Thái Tức vừa sợ vừa giận. Tân là một trong mấy vị thiếu phủ chủ của phủ Lang Thiên, Lăng thái tức nhìn vẻ ngoài hơn mươi tuổi, cực kỳ trẻ, gương mặt trắng nõn, mày kiếm mặt sáng, áo choàng trắng phủ đền bộ giáp vàng. Trên người có một loại khí chất như hương, giống như dáng vẻ của thư sinh mặt trắng. Lúc này hắn đang có vẻ mặt phẫn nộ vô cùng. Hoặc kiến bách, ta xem người là trí hữu, người về bàn lại cấu kết với ma tộc. Khoe mắt của lăng thái tức như bốn nứt vỡ, nhìn võ sĩ hoác gia và võ giả ma tộc vọt về phía này như thủy triêu, kinh sợ không thôi lần này phủ đăng thiên xuất động kỳ hạm vận chuyển trang bị luyện kim mới nhất cho thủ phủ làm cực tinh lưu uyên tình lộ là trang bị mà mấy vạn luyện kim sư của lăng gia ngày đêm tạo ra gồm giáp trụ và vũ khí chế tạo theo quy định quân đội nhân tộc chuyên cung cấp cho chiến trận làm cực tinh đông trang bị luyện kim này cực kỳ quan trọng được bổ sung đông trang bị này quân đội nhân tộc trên chiến trận làm cực tinh sẽ tăng cao thực lực có lẽ có thể kịch chuyển thế cuộc cực kỳ bất lợi trên chiến trường trước mắt cũng không chừng nên thân là con trai của phụ chủ hắn mới đích thân áp giải hành động lần này cực kỳ bí mật tuyến đường thiết kế rất khéo léo thời gian hành động cũng là điều tối mật không ngờ rằng lại bị mai phục chặn đường tấn công Hóa ra vấn đề nằm ở đây thân là thiếu gia chủ hoắc gia một trong cựu đại gia tộc đại nghị trường lão của nữ uyên tình lộ hoặc kiến bách lại âm thầm cấu kết với ma tộc Hắn điên rồi sao Cấu kết ma tộc Trên mặt của Hoắc Kiến Bách là nụ cười lạnh lẽo đáp. Chúng ta và Thánh Tộc mấy năm nay vẫn luôn là minh hữu hợp tác tốt nhất, hợp tác rất nhiều thứ. Đáng tiếc bây giờ người biết thì đã chậm rồi. Người chết thì sẽ không thể nào tiết lộ cơ mật được nữa. Thân Hy Hào trên cơ bản đã bị khống chế. Đại cục đã định, đống trang vị giá trên trời này đã là vật trong tay. Âm thanh chiến đấu dần dần lắng xuống. Cuối cùng chưa tới trăm người lăng ra còn lại, phần đơn đều đã thường tích đầy người, chèn chúc tại một chỗ, bảo vệ thiếu chủ phủ lăng thái tức ở chính giữa, bị chặn lại kiếm địch ở bối tàu thần hy hào. Đã không còn đường lui nữa rồi. Lăng thái tức, người giơ tay chịu trói đi thôi. Hoặc kiến bách xùa tay, thế công cũng đã dừng lại. Trên bong tàu đầy rẫy thi thể Mau tươi chảy xuôi như một con sông nhỏ vậy Nể tình cũng đã thập đại công tử Lưu Uyên tình lộ Ngày xưa ngươi đối đãi với ta cũng không tệ Ta có thể để một mình ngươi toàn thấy Đưa thi thể của ngươi về phủ lăng thiên Để người có thể an táng trong tổ lăng Hoa Kiến Bách nhìn chằm chằm vào lăng thái tức Trong đám người chen chúc nhau nói Nếu không trong lúc loạn chiến Đừng đừng đợi kim thi công tử Có thể sẽ bị loạn đau làm trúng người trôi nổi trong tinh không khắc ám rét lạnh này hóa thành trò bụi sao trật tự chết không có chỗ chôn nhân tộc trên tinh lộ nhất là quý tộc đều nói sau khi chết nhập thổ vi an nếu như thi thể không được toàn vẹn phiêu bạt trong hư không sớm tối hóa thành bụi sao sẽ trở thành du hồn lang thang không thể nào trở về nhà được nữa lăng thái thức nghiêm giọng nói cùng lắm thì chết thôi sao phải sợ chứ người không sợ chết chẳng lẽ cũng không sợ bội bội người chịu nhục trước mặt người sao Hoặc kiến bách nhẹ nhàng vung tay lên hai tên võ giả hoác ra mặc trang phục ma tộc trên người cưỡng ép một thiếu nữ có dùng mạo xinh đẹp tuyệt trần bị phong với tu vi hai tay thì bị trói đẩy lên phía trước ca thiếu nữ trước mặt đầy nước mắt lớn tiếng kêu khóc tiểu bụi người sao lại sao lại ở đây lăng thái thức nhìn thấy cảnh tượng này trái tim như bị bóp chặt Môi bội lăng tình linh không phải đang ở phủ lăng thiên hay sao sao lại bị bắt được ở nơi này con <laughs> nhóc này rất ngây thơ hiền lành cũng dễ dàng tin tưởng người khác ta chỉ lừa nàng bảo dẫn nàng đi du hành tinh hà nàng vui mừng giấu giếm phủ mẫu âm thầm lèn ra ngoài cùng với hoặc đại ca mà người đã giới thiệu với nàng đó hoa kiến bách cười nhạt đi đến trước mặt lăng linh linh đưa tay nắm lấy cằm của thiếu nữ hoặc kiến bách cảm thán nói đúng là trẻ trung để chỉ mỹ nhân phủ lăng thiên <laughs> nhìn nàng khóc lì hòa đái vũ thế này thật khiến cho ta nhìn thấy mà yêu đấy hai mắt của lăng thái tức như sắp phun ra lửa hoặc kiến bách tiền cầm thú nhà ngươi ngươi cùng đã thập đại công tử lưu uyên tình lộ đại thiên kiêu tân sinh kiệt xuất của nhân tộc hắn và hoa kiến bách được dạy dỗ không tệ mà mỗi buổi quen biết về hoa kiến bách cũng vì được người làm ca ca là hắn giới thiệu cho thật không ngờ biết người biết mặt mà không biết lòng vẽ trồng vẽ hổ khó vẽ xưa Hoặc kiến bách buông cái cằm trắng như dương chỉ bạch ngọc của lăng linh linh ra than nhiên nói thế nào ta nghe nói mẫu thần đoàn mệnh kia của ngươi trước khi chết liên tục căn dặn ngươi nhất định phải chăm sóc bảo vệ tốt cho nàng mà trong mấy năm nay người cũng đã coi con nhóc này như cái vảy ngược vì nàng không thích từ bỏ địa vị người thừa kế phủ chủ còn tuyên bố với người ngoài rằng Ai dám đụng vào thì phải chết Bây giờ nàng đã ở trong tay ta Nếu người còn không đưa tay chịu trói Kết cuộc của nàng còn thảm hơn chết nhiều Gần xanh trên mặt của lăng thái tức lôi lên Khớp tay đang gần điều bóp nát Hai mắt như kiếm nhìn chăm chăm vào hoa kiến bách Cái nọ cười rượu cợt nói À đúng rồi Quên giới thiệu một chút Tiền bối liên thủ với ta lần này Là thánh tổ si tầm trưởng đáo lăng Huỳnh chắc chắn đã từng nghe nói đến ủy danh lẫy lừng của lão nhân gia rồi. Lúc này một lão giả mặc vấn bào ở bên cạnh hoa kiến bách liếm môi nở nụ cười. Sắc mặt của lăng thái tức lại càng trở nên điên cuồng hơn. Sĩ sì tầm trưởng lão vẫn như mộng. Người này là một trong các trưởng lão huyền tuyết thần giáo ma tộc cấp bậc cự phách ở lưu uyên tỉnh lộ. Vẫn như mộng đi theo con đường tu luyện thiền bà cực kỳ hiếm thấy trong ma tộc xong tu theo cách hủy diệt con nữ tử vừa độ tuổi như vật liệu tu luyện sử dụng xong liền phế đi cũng là kẻ tả tu người người chán ghét trong ma tộc bất kỳ nữ tử nào một khi rơi vào tay Xì tầm trưởng lão phấn như mộng có thể nói là sống không bằng chết hoặc kiến bách người còn là người nữa không lằng thái tức nổi giận khó nén được nhưng lại sợ ném chuột vỡ bình vô kế khả thi ca ca xin lỗi xin lỗi nước mắt của lăng linh linh rơi như mưa biết mình đã phạm phải sai lầm lớn nhưng lúc này đến cả việc tự sát nàng cũng không làm nổi đúng lúc này công tử ở phía xa có một chiếc tình hạm nhân tộc tiến lại phụ tá của hành động lần này bát tí chiến long hoặc tụ huyết tiến đến bên cạnh hoặc kiến bách nho giọng báo cáo hả nơi này tại sao có thể có tình hạm của nhân tộc chạy đến không lẽ là viện quân của lăng thiên phủ trong lòng của Hoa Kiến Bách hơi động, quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy bên trong hư không ngoài vạn mét, quả nhiên là có một chiếc tinh hạm màu đen nhạt đang lén lén lút lút tới gần. Họa phòng trông rất kỳ lạ. Mặc dù hình dung tinh hạm như vậy nhìn có chút kỳ quái, nhưng chiếc tinh hạm này thật sự là một con trồn sông vào trong ổ gà, một ăn trộm gà. Là một chiếc tinh hạm cấp nghị viên. Hoa Kiến Bách nói, đánh ra cơ hiệu lăng ra đi dụ bắt một khi tới gần Thủy thủ trên thuyền giết chết toàn bộ Chó ga cũng không được tham một ai Tình hạm là giữ lại hay là phá đi Bà tì trên lòng hoắc tủ huyết để hỏi thăm Dù sao thì một chiếc tình hạm cấp nghị viên Cũng có giá trị không nhỏ Hoặc kiến bách nói Hủy đi, không được phép giữ lại Làm đại sự không cần thèm bốn lợi nhỏ Vâng Bà tì trên lòng hoắc tủ huyết Lập tức dẫn người đi làm việc Năm người lăng thái tức nhìn về phía tinh hạm ở xa xa trong lòng dâng lên một tia hy vọng là viện quân sao hắn vội vàng cho người đánh trả tín hiệu nhắc nhở nhưng toàn bộ đều bị cường giả hoác ra cùng với ma tộc chặn đường căn bản không được cảnh cáo tác dụng từ bỏ đi chỉ là một chiếc tinh hạm mà thôi không đổi lên được sóng gió gì đâu hoặc kiến bách thu hồi ánh mắt nhìn về phía làng thái tức đối diện từng bước ép sát nói thế nào lăng huynh người nghĩ kỹ rồi chứ chỉ cần bó tay chịu trói ta có thể cho ngươi vào bụi bụi người toàn thây để cả người hồn về đất cũ bằng không chỉ có thể bởi phấn lão tiền bối đồng thủ thôi lăng thay thức tâm như dầu sắc nhìn bụi bụi khóc lệ hoa như mưa hắn phân độ muốn điên lên nhưng lại không thể làm gì được thời gian suy nghĩ quá dài rồi đấy lăng huynh Hoặc kiến bách đưa tay xé ra quần áo trên vai trái của lăng lịch đỉnh trực tiếp bị xé rách, lộ ra tiểu y bên trong cùng mảng lớn, da thịt tình tế trắng như tuyết, dọa cho nàng hoa dùng thất sắc thét lên, "Ca ca, xin lỗi, người giết ta đi, giết ta đi." Mặc dù nàng là thiên kim tiểu thư đương cưng triều tử bé, nhưng cũng từng nghe qua truyền thuyết của Di Tâm trưởng lão kia. Nếu như rơi vào trong tay của Di Tâm trưởng lão, vậy quả thật là sống không bằng chết. Trái tim của Lăng Thái Tức như bị đau cắt, cắn răng một cái, đưa tay bắn ra ban đạo lưu quang hình chữ phẩm. Sát khi hộ thần chiến thiên nỏ của Lăng Thiên Phụ. Hắn muốn trực tiếp bắn chết muội muội của mình để tránh nàng chịu đục Sư nhận ảnh chuyển động. Sĩ tâm trưởng lão phấn như mộng gì hình hoán vị xuất hiện trước mặt đinh linh lăng. Đưa tay bột trào, liền nắm ba mũi tên chấn thiên nỏ trong tay, bất cứ khăng khắc một cách quái dị. Tiểu A à Nhi, người trong tay của ta Sống chết do đã phủ lấy Người vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đi Nếu không thì Vừa nói xong Chậm rãi giơ tay sờ soạn ba vai trần trụi của lăng linh linh Bàn tay của hắn chậm rãi Biến thành màu hồng phấn Tự nhiên nhụy hoa của hoa anh đào nở rộ Thôi tình chết hoa thủ Nữ nhân nghe Mà biến sắc trong truyền thuyết Một khi bị lòng bàn tay màu hồng này đánh trúng Vẫn độc nhập thể Thì sẽ bị tình dục quấn thân Lâu cũng không dừng lại đánh mất thần trí hóa thành một con dục thú chỉ biết dạo phối dừng tay tà tăng nguyện ý bó tay chịu trói con mắt của lăng thái tức như muốn nứt ra gào thét lớn thỏa hiệp trên mặt của hoa kiến bách lộ ra nụ cười hài lòng nói phấn trưởng đáo chờ đã chúng ta lời còn chưa dứt oanh sóng năng lượng độ kịch liệt từ đằng sát truyền đến tất cả mọi người vô thức nhìn lại nhìn thấy tinh hạm mà hoác giả phái ra dụ bắt trực tiếp nổ tung ở trong hư không hóa thành một đám lửa sáng chói chói mắt giống như hỏa quang nở rộ trong tinh không duy mỹ mê người kìa chính là khí tức tử vong Tình trận của thần hàm đã dẫn phát phản ứng dây chuyền vô số thủy thủ tinh hà cùng cơn giả hoác ra tựa như là con kiến rơi xuống nước từ trên chiến hạm vỡ vụn trốn ra ngoài mượn nhờ mặt nạn tuyển kim cùng tường vũ kim khí chạy trốn hoặc kiện bách lên làm kinh hãi Tình huống là như thế nào đây